Rồi, sau cuộc hành trình mới vô nghỉ ngơi xong, uống cà phê xong, mình lại tiếp tục đi lên tiếp. Nè, giảm kẹt thấy chưa? Và đặc biệt ở đây nó sẽ có hạn chế giảm tốc độ ngay chỗ chuẩn bị cao tốc mới ha, là cao tốc đi Phan Thiết. Rồi, giảm lại 80. Nhớ là mình giảm trước biển nha. À, sau lưng mặt biển là mình không có giảm nha. Rồi, đi tiếp. Lộn rồi. Rồi em cứ đi đều nhẹ 60 không? Không biết 30 tháng 4 này đã xong chưa nữa, tôi nghi cũng chưa xong quá. Phan Thiết Dầu Giây nữa bạn. Vô đây Không, lối vào. Rồi. Chưa xong nha, 30 tôi chưa xong đâu. Biết xong nổi không? Rồi, giảm từ từ khúc này nha. Khúc này mấy anh thấy ngồi để bắn lắm á. Nhớ cẩn thận. Rồi, ở đây nha. Khúc này là nhiều anh em đã bị gục ngã, không, bị lầm lý do tốc độ của 60 thôi. Nên cẩn thận. Rồi là mấy cái chỗ cầu nữa bạn. Chừng nào mình qua cái biển báo kia mình được đi nha, dưới 60 đó, chừng nào thấy biển báo này nè, hết mọi giới hạn ha. Đó, cái máy bắn nó là vừa bắn cơ vừa bắn nguội luôn ha. Đó, nó chỉ ngay chỗ cầu rồi ha. Rồi em đạp ga lên. Đó, qua cái biển rồi mình được phép đi ha, biển hết mọi lệnh cấm, nhưng mà chỉ áp dụng cho là biển giới hạn tốc độ thôi, chứ không áp dụng cho biển báo trong và ngoài khu dân cư nha. Nhớ nha, nhớ lưu ý nha, tụi em nhớ lưu ý vấn đề đó. Đó, cái biển báo là hồi nãy hết mọi lệnh cấm á, hoặc là hết một giới hạn tốc độ thì chỉ áp dụng cho giới hạn tốc độ thôi, chứ không áp dụng cho của trong và ngoài khu dân cư nha, trong khu dân cư nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Đây chỉ có cao tốc Dầu Giây là sướng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh mình ha, tốc độ gia tốc cao. Mình đang đi tốc độ 101 nha bạn. Rồi em nghi nhẹ vô ha, em đi 101 là đi thẳng thì được, nhưng mà bỏ bỏ cua là hơi bị ghen chút xíu đúng không? Hơi bị khó chịu chút xíu, mới mà ai vậy. Thường là 1.1, 1.2 các bạn đi thẳng là ok, nhưng mà các bạn chuyển làn hoặc là bạn bẻ thì nó hơi khó chịu chút xíu nha. Giờ các bạn nhớ trang bị cái số khẩn cấp này nha các bạn ha, để khi cần thiết về sự cố gì bể bánh hoặc bạn không biết sai, hoặc nhờ những anh em xe chạy lên, hoặc là nhờ bên xe sự cố gì thông báo bên cái số khẩn cấp đó ha, của bên cao tốc, người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn. Không có cao tốc nào mà trong Nam mà sướng bằng cao tốc Long Thành Dầu Giây. Còn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thì nó thôi, nó đông rồi, không nói. Đúng là đáng cao tốc.
rồi chuẩn bị đến trạm thu phí thì ở đây người ta sẽ có giảm tốc độ, là mình giảm trước nha em, thấy không, thả đó mình giảm trước, nhớ các bạn nhớ giảm trước tốc độ, là ví dụ đến đây dù bạn đi 120 của bạn gà thắng lại bớt lại liền chứ không có để mà đi nhanh. À, cẩn thận khúc này lúc nào cũng vậy, thấy không. K80 à? K80 Hồng Thành quan trọng, mà quan trọng là K60 à, vừa bắn cơ động mà vừa bắn nguội luôn, là sau lưng cái mặt bảng này nè các bạn, à, sau lưng hai cái mặt bảng này đều có máy bắn nha, đó giảm lại đi em, đó thấy hai nè, tôi nhìn tôi chỉ cho bạn cái máy bắn nằm nè, đó thấy không, thấy các bạn nhìn kỹ không, thấy hai cục đen bự không, đó ok nha, đó 60 thấy không, đây mình đi 50 lấy dài bắn. Giảm lại em à. Cứ cẩn thận mà chắc cú ha, chậm một cái đỡ tốn tiền. Rồi đây là giờ đang vô gián thẻ hơn quá, mấy này mấy đồng chí không làm, từ từ nó chưa có mở là đó rồi. Ok, ở đây không bắn rồi ha. Này ế rồi. Nó đúng ra là thứ bảy chủ nhật là phải bắn chứ đông mà hết giới hạn 60 nè, thấy không? Ok. Đó, tiếp tục hết giới hạn 60 là mình đi đạp được lợi nhiêu? 120. Bữa giờ thành phố Hồ Chí Minh nóng quá mọi bạn, nên Đà Lạt chơi cho nó mát, nó nghỉ dưỡng, thành phố Hồ Chí Minh nóng lực quá mà nóng thiệt. Thôi cái tháng này biết các bạn làm gì không, cái tháng này á các bạn mua khô, các bạn mua cá về bạn làm phơi khô ngon lắm, bao luôn khô một nắng, một nắng một đó thôi đủ khô luôn rồi. Rồi thấy biển báo giảm không, tốt. Rồi trên cầu nè, mình nói rồi, có nhiều bạn gọi điện thắc mắc mình, ủa thầy ơi bữa em bị, bữa tôi bị phạt trên cầu, à di chuyển trên cầu bị phạt ở đâu ra, Bạch Đức khúc là mình được di chuyển trên cầu nha, trên cầu không được vượt là khi nào, là khi gọi là cầu hẹp, cầu có một làn đường nha, các bạn nhớ lưu ý nha, giao thông có thổi đại, các bạn không có biển cáo cấm vượt hoặc là không có vạch liền, hãy các bạn hỏi cầu này không có phải là một cầu hẹp, không có một làn đường, hai làn đường tôi được phép vượt nha, ok không, rồi uy tín nha. Rồi em mở xi nhan trái đi đó, em đi bên phải là về Phan Thiết ha, còn mình đi về ngã ba Dầu Giây, đúng rồi tốc độ 60, hồi nãy trên kia không bắn, có thể đây người ta bắn sao ha. Nói chung là mình sẽ đi đúng lực đúng tốc độ thì mình sẽ không sợ bất cứ ai, mình đi sai thua thì chúng. Ok, uy tín đó, Phan Thiết lại bên phải nha, Long Khánh Phan Thiết, còn mình đi thẳng về Đà Lạt Biên Hòa đó, lúc trước nó để chữ Biên Hòa thôi, Đồng Nai thôi, nhưng mà giờ để Đà Lạt Biên Hòa luôn, đúng rồi, để gì cho người ta biết. Ghi nó vô nữa tôm đó để tập trả nhẹ, ghi như nè, ghi đều nè, để thấy dịu cái tay cho quen đó, rồi xả nhẹ lại, khi mình cua vô thì mình ghi, còn khi mình trả là mình thả lỏng nhẹ ra chút xíu, thấy không, thấy chưa, rồi ghi vô nè, cái cua tại sao vô cua mà các bạn đi tốc độ cao thì các bạn phải ghi, thứ nhất xe mình nó gọi là có trợ lực lái thì lúc nào nó cũng chiều hướng là nó chở xe mình thẳng lái, nên các bạn phải ghi vô,
nhất là bò cua đèo ha. Tốt rồi, ở đây thì không có biển báo giới hạn gì hết ha, không có gì hết thì mình đi, nhưng mà mình đi vẫn sống mưa thôi, không cần phải đi nhiều. Chạm lại chút xíu rồi em chuyển qua bên trái. Ở đây nếu đúng ra là mình ra là ngoài khu dân cư các bạn, biển báo nó không có biển báo rồi, mất hết rồi, chứ bị xịt hết nữa các bạn để ý nha. Rồi chút xíu mình sẽ đến ngã ba để mình sẽ quẹo cái đó, thật chất không phải ngã ba Dầu Dây đâu, bây giờ nó ngã tư Dầu Dây rồi. Các bạn đi chạy lên một khúc, các bạn thấy mình đang qua bến xe Dầu Dây ha. Các bạn chạy lên một khúc, các bạn sẽ thấy cái cầu vượt, thì các bạn quẹo dưới chân cầu nha, quẹo phải dưới chân cầu. Đó, đây có biển báo giới hạn tốc độ nè, thấy không? Mà bị ta xóa nè, thấy không? Thấy không? Gà thẳng nhà lại mất. Ta bị xóa nè, các bạn thấy không? Bên phải. Lúc trước nó để 40 á. Bất hợp lý, xuống dốc, đường rộng. Kêu 40 ta bị bắt hoài, ghét người ta xóa luôn. Sơn xịt đâu nhiều chai rồi, có hai mấy ngàn chai. Thấy không? Ở đây hay trên, ở trên không? Đúng rồi, trên, ở trên có cầu vượt, có trước cầu vượt nè, ở đây có bảng nè, thấy không? Nhớ liếc hai bên giùm thầy. Đó, Lâm Đồng thấy không? 232 cây, rồi anh lên mở xe nhanh phải. Đúng rồi. Còn ai đi về Đồng Nai thì các bạn đi thẳng nha. Rồi chuẩn bị quay phải luôn nha. Dẫn để xe nhanh đó. Rồi em nghiêng vô trong dừng dừng. Đó, đó đây ngã ba Dầu Dây nha bạn. Ngã tư luôn, giờ ngã tư rồi. Yếu quá thì nó tắt, thấy không? Rồi đạp ga lên. Đúng rồi. Rồi ở ngoài đây các bạn khi vô, các bạn ở đây không thấy cái biển báo trong hay ngoài khu dân cư, đúng không? Ở đây là ngoài khu dân cư nha mọi người, không có biển báo giới hạn. Còn mình không thấy là coi như là không có luôn, không thấy. Còn nếu mà mình mới, mình chưa biết thì mình cứ đi tốc độ 60 tối thiểu nhất, đúng không? Khi nào thấy anh em ta xe chạy nhanh thì mình đi theo. Thành phố nóng đập để lên thành phố Đà Lạt mát mẻ. Tuyến đường kiểm tổ chức kiểm tra tốc độ xe. Có nhiều bạn này cứ đi vô con tuyến đường này không biết, cứ đi 60 nào. Mở xe nhanh phải. Thấy các bạn mới không?
À, cái bản này khó chịu không? Bản lạ thế. À, bản lạ không? Rồi đạp ga lên đi, bỏ xi nhan trái ra. Nó thông báo là đến đây hết hai làn đường, nó chỉ là còn một làn đường ô tô thôi, được chưa, hiểu không? Rồi đạp ga. À, hồi nãy có lương cứng ngoài khu dân cư là mình 90, không có giải phân cách cứng, có chia cách bởi vạch cái đường thì mình được có 80 thôi nha. Và thứ hai, hồi nãy cái biển báo nãy là ba làn đường, nó bỏ đi thì nó sẽ còn lại hai làn, làn xe máy và làn ô tô, là tuyệt đối các bạn không được vô trong, rõ ràng không? Ta phân làn đường rồi nha, vô là bị phạt nha. Còn không có để biển báo phân làn đường, làn này ô tô, làn kia xe máy là các bạn được phép di chuyển vô trong. À, và đặc biệt ở trên quốc lộ 20 này các bạn chú ý cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ bị người ta vượt, và đặc biệt nó vượt mà đối đầu, là đối đầu là bên kia vượt đối đầu với xe mình. Mình làm cái gì? Mình chủ động quan sát bên phải, chuyển làn vô trong nếu mà bên kia nó đá đèn liên tục. Còn nếu mà mình chủ động mình thấy bên kia có trống thì người ta sẽ lấy vô. Có nhiều bạn nói là ủa mắc mới gì phải nhường cho nó, mình ép xe máy nào. Rồi khi tôi thấy ở trên nó chạy xuống, nó đá đèn, tôi làm clip rồi, nó đá đèn liên tục thôi, tôi vô trong chắc cú nha. Cho dù nó có đi sai hay nó vượt sai, cãi nó vượt đúng mà chứ không có sai, nó hơi lớn quá thôi, tôi cũng né vô để do lỡ nó mất thắng thì sao, đạp lộn gà thì sao, đúng không? Mình phải an toàn cho mình chứ. Tôi thấy nó lớn quá tôi sẽ sợ, tôi né vô và thôi chắc cú. Chứ nhiều khi nó không dần thì sao, đẩy luôn. À, rồi cái đó là kinh nghiệm thực tế ngoài. Còn thấy nó qua mình đá đèn đó, đá đèn thì nó chống thì nó lấy vô. Còn mình sẽ vượt người ta, các bạn muốn vượt người ta các bạn phải đòi hỏi đủ các yếu tố an toàn. Nhất là ví dụ ở đây tốc độ là 80 đi, mà xe đó nó đi đủ 80 rồi, mình vượt người ta được không? Không giờ được, tại vì mình vượt người ta là mình quá tốc độ, đúng không? Rồi là cái tốc độ của người ta phải thấp hơn. Và thứ hai, cho phép vượt hay không mới quan trọng. Rồi cho phép vượt đúng không, nhưng mà điều kiện có được phép vượt hay không là phía trước có xe đông hay không, hoặc ở sau có xe hay không mới quan trọng nữa. Trời, nó nhiều quan sát nhiều lắm, nhưng mà từ từ các bạn sẽ làm quen. Và các bạn phải xin xe trước nữa, phải bóp kèn hay đá đèn các bạn vượt, chứ không phải các bạn chạy lên người ta lấy ra cái là dính, đúng không? Các bạn chú ý giùm mình mấy cái vấn đề này nào, đặc biệt trên quốc lộ 20 và đèo dốc nữa, nó nhiều thứ lắm, thì mới mà phải đi tập thôi. Nào, vạch này được phép chuyển làn, không có biển báo cấm, không có vạch liền. Nào, rồi có cái vạch liền bên trái mà vạch đứt của bên đây là mình được phép qua kia, bên kia không được phép qua đây, vậy thôi nha các bạn ha, chú ý vấn đề này. Tôi thấy trên quốc lộ 14 gì đó, vạch bên đây đứt khúc, vạch kia vạch liền, vậy mà không ai dám lớn qua, gặp tôi lớn qua luôn, lớn tôi quay clip luôn. Nói giờ lần đầu tiên tôi mới lên đây, tôi thấy cái vạch này tôi học trong sách vở là vậy đó, giờ tôi qua thử coi có ai có giúp bắt. Rồi đây cấm nè, thấy không? Cấm vượt nè, thấy không? Vạch liền nè, đúng không? Ok, uy tín không? Nó dặn cái nhỏ trên xe nó nói nữa, thấy không? Em để ý bên phải nha, xe máy nó có chiều hướng là xe kia nó chậm, xe máy này sẽ lấy ga, mình bóp kẹn nha. Đó, ta đang thang thả cái lá gì nữa. Ta dòng hay là gì? Recording complete. Cái dòng cũ gần ta. Đó, nó lưu lại những cái lúc mà dằn á, mình muốn xóa là phải vô đó mình xóa nó những cái clip đó, còn mấy cái clip kia là xóa vòng lặp mày.
mấy anh xe gao đi về. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn, an toàn hơn. Cho mọi nơi đường bạn nào yếu thì nên đi bổ sung tay lái để có những kỹ năng lái xe an toàn hơn nha mọi người ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Chút xíu qua trên kia là nó sẽ có biển báo trong khu dân cư ha.